Qua câu chuyện vừa rồi chúng ta cũng có thể thấy là những hiện tượng thời tiết tại châu Mỹ đang ngày càng cực đoan hơn. Cụ thể như là tại nước Mỹ vào ngày 5 tháng 8 vừa qua, một trận mưa lớn đã xuất hiện và gây ra lũ quét tại vườn quốc gia thung lũng chết ở bang California của nước Mỹ. Lũ lụt đã khiến cho những chiếc xe hơi bị cuốn trôi, trong khi gần hàng nghìn du khách cùng với nhân viên bị mắc kẹt tại đây. Theo Guardian, lượng mưa trong một buổi sáng có giá trị gần bằng lượng mưa cả năm tại khu vực vốn nổi tiếng nóng và khô ở California. Tại khu vực Furnace Creek, lượng mưa đo được là khoảng 4,3 cm, trong khi lượng mưa trung bình hàng năm tại vườn quốc gia là 4,8 cm. Giới chức cho biết có khoảng 60 phương tiện bị chôn vùi trong bùn, trong khi có 500 du khách và 500 nhân viên vườn quốc gia bị mắc kẹt. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Sở Giao thông California ước tính sẽ mất từ 4 đến 6 giờ để mở lối đi cho khách tham quan. Theo tuyên bố của Death Valley, hệ thống cung cấp nước cho người dân và khu văn phòng của vườn quốc gia cũng ngừng hoạt động do một đường dây bị hư hỏng.